Haiti đã chuẩn bị đón người hồi hương từ Hoa Kỳ. Haiti hiện chuẩn bị đối phó với làn sóng công dân bị Hoa Kỳ trục xuất trở về sau khi mà Washington loan báo sẽ chấm dứt một quy chế đặc biệt dành cho khoảng 59.000 người di dân Haiti, bảo vệ họ khỏi bị trục xuất sau trận động đất vào năm 2010. Tân Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ bà Elaine Duke đã đưa ra quyết định cho người dân Haiti 18 tháng để trở về quê nhà nghèo nàn vùng Caribbean hoặc là phải hợp pháp hóa quy chế tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Duke quyết định chấm dứt quy chế đặc biệt sau khi một cuộc duyệt xét của giới chức Hoa Kỳ về tình trạng tại Haiti ghi nhận đảo quốc đã có những bước tiến đáng kể. Nhưng tại thủ đô Port-au-Prince, một phát ngôn nhân của Tổng thống Haiti nói rằng chính phủ sẽ phải tạo ra những điều kiện xã hội kinh tế cần thiết để đón các công dân từ Hoa Kỳ trở về. Khoảng 60% dân số Haiti đang sống dưới mức nghèo. Và Haiti chính là nước nghèo nhất ở châu Mỹ, với GDP trên đầu người trị 846 Mỹ Kim vào năm 2014.